Xin chào quý vị và các bạn. Gần sáng và trong ngày hôm nay, một đợt không khí lạnh nữa lại tăng cường xuống nước ta. Miền Bắc đón ngày đầu tuần với những cơn mưa rào, thậm chí ở khu vực Lai Châu, Điện Biên và Sơn La hay Lào Cai còn có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Vì thế, trong ngày trời lạnh, nhiệt độ cao nhất dưới 24 độ và rét về đêm và sáng. Còn mức nhiệt thấp nhất tại Trung Du và vùng núi phía Bắc chỉ từ 15 cho đến 17 độ, trong khi ở khu vực Đồng Bằng nhiệt độ từ 17 cho đến 19 độ. Cùng chung xu thế thời tiết đó, trưa chiều nay, thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác, ban ngày trời lạnh đến tối và đêm chuyển rét, nhiệt độ dao động từ 19 cho đến 23 độ. Quý vị cần mặc trang phục giữ ấm, mang theo các vật dụng che mưa khi di chuyển để bảo vệ sức khỏe. Thời tiết tại miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của các đợt sóng lạnh bổ sung nhưng tác động không đồng nhất. Ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là những nơi chịu tác động chính của không khí lạnh. Vì thế, trong 2 ngày đầu tuần sẽ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa, mưa rào. Trong khi đó, ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, chỉ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh theo dạng khuếch tán. Vì thế, trời chỉ còn nhiều mây, có nắng gián đoạn. Trong khi đó, ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ngày đầu tuần vẫn có được thời tiết nắng ráo. Thành phố biển Đà Nẵng nằm trong khu vực ít mưa, nhiệt độ cao nhất trưa nay là 33 độ. Chiều tối, mưa có thể xuất hiện rải rác, khả năng mưa ở khoảng 30%, sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến lịch trình của quý vị. Tối và đêm trời mát, mức nhiệt hạ về còn khoảng 25 độ, cảm giác vô cùng dễ chịu. Với thành phố Hồ Chí Minh của các tỉnh phía Nam, mưa tại khu vực cũng đã giảm dần. Hôm nay nắng ráo, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ. Cũng giống như thành phố biển Đà Nẵng, về chiều tối nơi đây có thể xuất hiện những cơn mưa thoáng qua, với khả năng mưa là 30%. Từ tối trở đi, thời tiết mát mẻ dễ chịu dần. Nhiệt độ thấp nhất là 25 cho đến 26 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.